nhà thờ Thánh Giuse. Đây là trường tiểu học Vĩnh Hội, địa chỉ là 183 C Tôn Đức Thuyết. Ở phía đằng sau chợ Tôn Đức Thuyết này người ta cũng có bán trái cây nữa đây. Trái cây quá trời. Vào đây là mình sẽ ra được cái trường mầm non Nguyễn Đức Thành. Trường mầm non đẹp lắm, nếu mà ai nhà có bé nhỏ đó thì nên gửi bé ở đây nè, đã lắm, cái sân chơi này kia rộng quá trời luôn nè. Ở đây vùng trường mầm non Nguyễn Đức Thành đó. Giờ mấy bé chắc đang ngủ rồi. Cháu mình nó cũng học ở đó đó, nó đang học ở trọng đó. Nó trường mầm non Nguyễn Đức Thành. Kế ra luôn là trường tiểu học Vĩnh Hội vậy phải. Đây là trường tiểu học Vĩnh Hội nè. Đó, trường tiểu học Vĩnh Hội. Cũng nằm ở trong hẻm luôn. Mấy cái trường nằm ở trong hẻm á, mình thấy nó yên bình. Đó, hẻm Tôn Đức Thuyết. Ở phía đằng trước hẻm 183 có chỗ bán bánh canh quỳnh đánh lá 20 đây rẻ lắm, 20 tuy là thịt này kia cũng không có gì nhưng mà dù sao cũng được, cũng ăn cũng có như tê người ta bán hủ tiếu bình thường thôi. Nói chung là 20.000 ăn cũng được rồi, nếu mà ai muốn ăn nâu thì mình ăn hai bịch, hai hộp, hai tô, hai phần là rất là no luôn, 20.000 à. Giờ kiếm chỗ nào bán 20.000 ở đâu ra, thật sự cũng có luôn á. Giờ tại đó, giờ dụ đi mà tại cũng phải 30 mà ba phần, ba số bây giờ 35 không à, chứ không phải bán 30.000 đâu. Là chung cư B5, công trường đang sửa chữa. Đây là chung cư B5 nè. Ngày xưa đóng phim Hai Lúa ở đây nè. Phim Hai Lúa, những cuộc phiêu lưu có Hai Lúa, có Mai Phương á. Có một cái cảnh đó là Mai Phương đi học đại học á, đạp xe về, xe bị hư á, là ở đây nè. Bây giờ cái đoạn đường này nó đang sửa chữa thì phải, người ta đang sửa chữa nó chung cư B5. Bản truyền thống chung cư B5. Lúc trước này chỗ một cái ông tưới cây á, có cái hồ nước nè. Lúc mà mình còn nhỏ mình ra ngoài đó đó, mình bắt mấy con nồng nọc quá trời luôn. Bây giờ thì không, không có còn nữa. Với lại ở đó có cái căn tin đó, còn bây giờ thì hết rồi. Nhớ hồi xưa ở đây có nuôi con khỉ nè. Mấy nhà phía bên đây đẹp ghê. Chạy thẳng ở bên kia luôn là công viên Khánh Hội. Đó, công viên Khánh Hội. Pickleball. Ồ, ở đây có pickleball kìa, phòng tập pickleball. Vãi thì thấy đang hot cái nở luôn cái phòng tập pickleball ở đây luôn. Đó,
đây là công viên Khánh Hội,